Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiều ngày 12 tháng 3, thi hài Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc đã được đưa ra sân bay Fiumicino, Italy, lưu trong phòng bảo quản theo luật của nước sở tại, sau đó sẽ đưa về Việt Nam. Theo quy định, thi hài phải đem ra sân bay một ngày trước khi chính thức bay. Dự kiến linh cữu của Đức Tổng Giám mục về đến Sài Gòn ngày 15 tháng 3, khi đó tất cả nhà thờ trong Tổng giáo phận sẽ đồng loạt đổ chuông báo tử. Linh cữu cố Tổng giám mục được quàng tại hội trường của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn số 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. Sáng ngày 16 tháng 3, linh cữu được đưa đến nhà thờ Đức Bà, quận 1 để tiến hành thánh lễ và kính viếng. Đến 20 giờ sẽ di quan sang trung tâm mục vụ đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. 8 giờ ngày 17 tháng 3, thánh lễ an táng đồng tế sẽ được tổ chức tại trung tâm mục vụ. Sau đó, thi hài Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc sẽ được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trong cung thánh nhà nguyện cũ của Tiểu chủng viện Sài Gòn.